hãy luôn luôn đứng vững dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Cuộc đời chao đảo ta phải làm sao? Tập trung sứ mệnh, chinh phục mục tiêu hạnh phúc để thành công. Tập trung sứ mệnh, chinh phục mục tiêu hạnh phúc để thành công. Vậy mục tiêu của bạn là gì? Bạn đâu có mục tiêu đâu. Sứ mệnh của bạn là gì? Nhiều khi bạn cũng không biết nữa. Thì hãy đi nhiều đi, thì bạn sẽ biết. Và hãy gặp khó khăn đi, thì bạn sẽ biết bạn cần làm gì. Và bạn hãy vào đường cùng đi, chắc chắn bạn sẽ nhận ra bạn sẽ là ai trong tương lai. Mình cam kết với bạn là như vậy. Tại vì bản thân của mình cũng như vậy. Vào năm 2016, mình trải qua những khóa học như vậy, nhưng mà mình còn chưa biết là mình có mục tiêu gì, cũng chưa biết sứ mệnh của mình là như thế nào. Nhưng mình cũng có, đặt cho có. Nhưng mà chắc chắn mục tiêu là chắc chắn đạt không được rồi. Nhưng chí ít nó vẫn hơn so với con người quá khứ của bạn. Rồi từ từ bạn sẽ có những cái hướng đi nó chững chạc hơn. Rồi mình làm rất là nhiệt tình, rất là hiếu khách luôn. Mà khách đưa cho mình như thế này nè, cái tờ 20 nó rách 2 nè. Rồi có những lúc, rồi có những lúc cái tờ 100 nó cũng rách 2, tờ 50 nó cũng rách 2. Nhưng mà mình vẫn vui vẻ, mình vẫn bình thường. Cái tờ này rách 2 thì vẫn đưa sang được. Còn cái tờ này đây, mình cũng rất là vui vẻ với khách, rất là nhiệt tình. Cho thêm không cho thêm, đưa đúng luôn. Mà đưa cái tờ dày thì bạn nghĩ mình sợ cái sân nó cũng không đổ nữa, đừng có nói. Vậy coi như là lãng phí mất tiêu rồi. Nhưng mà mình vẫn vui, tại vì đây là cái việc, đây là công việc mình chạy, không phải vì cái này. Tại vì cái này nó là một cái phương tiện để cho mình tiếp cận được cái mục tiêu của mình. Còn cái này nó rất là quan trọng. Nhưng mà trong khoảnh khắc này, trong lúc này, nó cũng chưa là cái gì hết. Tại vì sao? Mình còn sức, mình còn có thể có khả năng để tạo ra nhiều cái này hơn nữa. Nhưng mình muốn tạo ra một cái, phải nói là đủ đáp ứng cho cái nhu cầu của mình đó, thì mình cần phải rèn luyện nhiều hơn cái này. Để mình có cái này đó, nó nằm ở cái nhu cầu. Nhu cầu càng cao thì mình càng quyết tâm càng lớn. Tại vì mình quyết tâm để mà mình có được cái chi phí mình trang trải đáp ứng cái nhu cầu đó. Ví dụ như bây giờ là mình thật sự ra rất là bận bịu, mình cần có thêm cái thời gian để chuẩn bị cho những cái dự án mới, cần nhiều hơn cái thời gian để mình bảo vệ sức khỏe của mình, để nghỉ ngơi nhiều hơn, thì buộc lòng mình phải tạo ra nhiều cái này. Bản thân cái này nó giúp cho mình làm được cái điều đó, giúp cho mình đi đến nhanh hơn cái con đường mà mình đã lựa chọn. Nó giúp cho mình nhanh chóng đạt được cái mục tiêu nhiều hơn. Nhưng nếu tạo ra cái này thì cần rất là nhiều cái kỹ năng khác mà mình cần phải rèn luyện mỗi ngày. Mình cần phải lao động liên tục trước khi mình nhận lại cái này. Chứ không không ở trên trời rớt xuống không có. Nhìn thì nó rất là giống nhau, nhưng mà bản chất của nó rất là khác nhau. Mình đừng có nên so sánh mình với những người ngoài kia. Mình mà hãy định vị lại cái bản thân, coi thử cái bản thân mình đang ở đâu. Nếu như mình không có cái giá trị cho xã hội, mình không có làm được cái điều gì khác, nghĩa rằng là giá trị mình thấp, thì mình chỉ bán sức lao động của mình để đổi lấy cái này. Nhưng mình muốn cái này nó nhiều hơn thì buộc lòng mình phải có một cái giá trị nào đó. Theo cái công thức, nếu muốn có nhiều cái này thì mình đi ra ngoài chợ, mình đi ra ngoài đường. Nếu muốn có nhiều cái này, mình phải giúp đỡ nhiều người hơn. Còn nếu như mình muốn giàu có thì bắt buộc mình phải học cách bán hàng cho người giàu. Mình muốn có nhiều cái này thì mình phải giúp được nhiều người khác. Càng giúp được bao nhiêu người thì mình càng có nhiều cái này hơn, để trang trải cuộc sống, để cho cuộc sống mình nó tốt hơn. Còn nếu mình muốn trở thành một người giàu, nghĩa rằng mình phải học cách bán hàng cho người giàu. Còn bán như thế nào, bạn học đi, mình cũng đang học. Đó là những cái cách mà để cho mình luôn luôn duy trì một cái phong độ, duy trì một cái năng lượng nó luôn luôn tích cực, để hướng tới một cái điều gì đó nó tốt đẹp hơn. Chứ cái này nó không có dễ dàng rơi vào tay của mình đâu, nếu như mà mình không biết nắm giữ nó. Chứ nó vào rồi nó ra, nó vào nó ra, đó là quy luật của cuộc đời, quy luật của cuộc sống là nó như vậy. Nó vào nó ra liên tục. Ở ngoài quê, ở những cái vùng quê thì cái này rất là giá trị. Chỉ một tờ nó cũng đã đủ giá trị. Tại vì mình cũng thử nghiệm rằng là mình cầm 5 triệu rưỡi về quê mình có thể sống được một tháng, nhưng chỉ có vỏn vẹn một tháng nếu như tiết kiệm. Còn ở trong này có nhiều hơn cái tờ này, nhưng mà mình sử dụng không đủ một tháng. Và tất cả các anh em và tất cả mọi người ngoài kia cũng gặp cái trường cảnh, cái hoàn cảnh như mình. Chuyện đó là bình thường. Nhờ vậy mình mới chịu học hỏi nhiều hơn, nhờ vậy mình mới lao động mệt mỏi nhiều hơn,
Mình phải làm thường xuyên, thường xuyên, thường xuyên. Người nghèo làm theo giờ, người giàu làm liên tục, làm như con trâu vậy đó. Người ta giàu, người ta làm như con trâu. Tại vì sao? Tại vì người ta sợ gặp vấn đề khi thiếu cái này. Vậy thì mình học đi. Học ở đâu? Học từ những cái vị khách mà nó đến với mình đó. Chứ nếu như mà người ta không tiết kiệm, người ta đã đi taxi rồi. Vì người ta chọn cái loại hình dịch vụ vừa tiện nghi, vừa rẻ, vừa đem lại một cái hiệu quả cao, họ chọn mình. Chứ thực tế ra nhiều người lắm, nhiều người, nhiều đối tượng là ngon lành lắm. Đó, ý mình nói chỉ vài cái mẹo như vậy. Mọi người thấy không? Mình lao động cả ngày, rất là mệt mỏi, về còn làm việc nữa, mồ hôi chảy, mồ kê chảy, nhưng mình vẫn vui, hạnh phúc. Đây, cái tóc của mình kêu để mình cắt, mà rốt cuộc của mình cũng vẫn chưa có thời gian đi cắt nha. Nói thì nó hơi bị quá đáng, nhưng mà ngày mai mình hứa như mọi người là mình cũng sẽ đi cắt cho nó gọn gàng. Chứ lâu quá rồi vẫn cắt thì mình cũng rất là khó chịu. Nhưng mà mình vui, vui vì những cái mà mình đã thấy nó có hiệu quả. Cho nên mọi thứ này là bình thường. Tại vì cái này là mình học theo cái thầy Lê Tấm Dương. Tại vì mình không có là gì cả. Mà mình muốn làm một cái gì đó thì buộc lòng mình phải làm liên tục liên tục. Và mình tiết giảm đi những cái điều nó không quan trọng. Tại nghề tài xế đâu cần quá đẹp trai, đâu cần quá phải là sạch sẽ gọn gàng đâu. Có ai đi ngoài đường mà luôn luôn sạch sẽ, cái tăng ca từng chút, từng ly không? Thời gian đâu mà làm những cái điều đó. Nếu mà mình dành nhiều quá thời gian cho cái việc đó thì đương nhiên là cái thời gian làm cho những cái việc quan trọng hơn nó ít đi. Thì khi đó mình không có tạo ra được một cái giá trị lớn hơn sau này. Chẳng qua lúc trẻ mà bạn có nhiều cái này là do bạn có sức, bạn còn sức, bạn còn khỏe, bạn còn có giá trị. Nhưng bạn có biết rằng là qua 5 tháng cơ thể của mình nó cũng sẽ bị thay đổi theo thời gian. Nó cũng bị bào mòn theo 5 tháng. Thì khi đó bạn dễ dàng có cái này hay không? Bạn sẽ rất là quý giá nó. Bởi vậy cho nên những người nghèo, những người giàu họ đã trải qua được những cái điều này. Tại vì họ giàu là họ cũng gặp rất là nhiều cái vấn đề, nó áp lực, nó cũng phải nói là ghê gớm lắm. Thì người ta mới nhận ra được rằng là cái này nó rất là quan trọng. Cho nên dù khỏe hay mệt hay như thế nào, người ta cũng không dừng lại được. Chứ không phải là người ta đam mê cái này nha. Là người ta chỉ biết rằng là người ta cố gắng, người ta làm liên tục vì đam mê cái họ thích làm. Tại vì cái đam mê đó nó giúp cho người ta tự nhiên có cái này. Chứ còn mình quá để tâm tới cái này thì chắc chắn là mình sẽ không có cái này. Tại vì đơn giản, thị trường ngoài kia nó đã có định giá hết rồi. Tùy theo cái loại hình dịch vụ, tùy theo công việc mà nó đã có hết rồi. Và bất kỳ nơi đâu nó cũng luôn luôn trả cho bạn một cái mức lương gọi là đủ trang trải cho cuộc sống, đủ để giúp bạn tồn tại qua ngày. Không thể nào dư, không thể nào hơn. Và mình làm công ty, lúc trước mình làm công ty toàn là bị âm tiền không. Tới tháng lấy tiền ra là hết, còn bị âm nữa. Tới tháng lấy tiền ra là hết, còn bị âm nữa. Và thậm chí có những cái lúc mà mình quen rồi, quen giờ, quen giấc, và chế độ ăn uống của mình nó cũng đã hợp lý rồi, thì khổ nỗi là mình lại không có cái thời giờ để mà tiêu cái này. Tại vì làm công ty không có quá nhiều thời giờ. Thì khi mà bạn được nghỉ, bạn sẽ tự nhiên tiêu hết cái này. Nó quá dễ. Bạn kiếm thì rất là khó nhưng mà tiêu rất là dễ. Cho nên trải qua những cái chuyện như vậy thì mình cũng rất là quý cái này. Nhưng mà mình bỏ ra một cái này, tại vì này là mồ hôi, nước mắt, xương máu của mình. Cho nên một khi mình bỏ một cái này ra, nghĩa rằng mình sẽ thu lại một cái gì đó tương xứng với cái giá trị này, theo giá trị gia tăng. Cũng như mình làm càng nhiều, thuế mình càng cao, thì mình cũng phải làm sao đó để mình chi ra cái này, thì mình cũng phải nhận được lại một cái giá trị nào đó tương xứng để đáp ứng được cái nhu cầu, cái nguyện vọng của mình, để nó đem lại cái giá trị gia tăng sau này. Nếu như cái lúc đó mình không còn làm việc được nữa, thì đó là một quá trình mình cần phải rèn luyện và học hỏi mỗi ngày. Và học ở đâu? Ở trong ngay tại cái nơi mình làm việc, hoặc qua những người bạn của mình, hoặc là qua cái video mình chia sẻ, hoặc là qua những cái trang mạng mà nó đã có đầy đủ hết rồi. Vấn đề mình có chấp nhận bỏ cái thời gian để tìm hiểu hay không. Tại vì mọi thứ các anh em mình đều nói là nó rất là gian nan. Nó rất là gian nan, khó lắm. Khó thì mình mới học. Chứ dễ quá ai cũng làm rồi, có đâu tới lượt mình. Dễ quá ai cũng làm rồi. Đó. Cho nên các anh em của mình cố gắng tự tin. Và sau cái video này mình cũng ngủ, nghỉ, khỏe, để mai bắt đầu cho một cái tuần nó thuận lợi hơn, tràn đầy năng lượng nhiều hơn và có nhiều cái ý tưởng hay hơn, để giúp cho cái kênh mình nó nhanh chóng đạt được cái điều kiện, cũng như là truyền tải được một cái thứ gì đó gọi là có giá trị tương đối, để cho các anh em mình, cho quý vị các bạn thưởng thức, cũng như là coi như là một cái kênh giải trí đi. Trước mắt là mình tự giúp bản thân của mình được rồi nè.
mình tự thấy mình an ủi, mình tự thấy mình vui nè. Sau đó là ba mẹ mình, nếu trường hợp thấy những cái video như thế này thì cũng tự hào rằng có một người con cũng nói là giỏi chứ không có đến nỗi mà quá tệ, mình phải tự hào. Đó, nhân cơ hội này em cũng xin chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc, an lành, và càng có nhiều 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 nhiều, nhiều cái này hơn để đặt xe nha, thì khi đó tụi em phục vụ mọi người tốt hơn đó. Và cũng chúc ba mẹ ngủ ngon, và hy vọng con cũng sớm hoàn thành được cái nguyện vọng và cái mục tiêu để sớm về với ba mẹ cho nó vui. Ông nội cũng vậy, ngủ ngon. Bình thường thì rất là thương nhưng mà rất là khó nói, tại vì con cũng biết mình đang gặp rất là nhiều cái vấn đề mà mình không có thể nào mình có thể chia sẻ được hết, và mình cảm thấy trong lòng mình vui là được, mình thấy khỏe là được, chứ còn không nhất thiết là mình phải nói ra. Mình lớn rồi, không phải là trẻ nít nghĩ gì nói đó được nữa. Còn ở trên mạng như thế này, ở trên những cái nền tảng như thế này, tại vì mình đang lấy cái cảm xúc của khán giả, cho nên mình cũng xem như đó là một công việc, cho nên mình phải làm để cho có cái khán giả họ hiểu hơn, cũng như là mọi người hiểu hơn, để thoải mái dễ dàng chia sẻ cho nhau hơn về những cái kiến thức của cuộc sống, về những cái vấn đề mình đang gặp phải. Còn trong gia đình có những cái mà mình không thể nào tâm sự được, dù mình có tệ mình cũng nói là mình tốt, mình có đang gặp vấn đề mình cũng nói mình ổn. Tại vì sao? Tại vì mình thương gia đình nó mới như vậy. Mình không để cho ai đó họ đặt quá nhiều niềm tin về bản thân của mình, cũng như là họ lo lắng cho bản thân mình. Tại vì lớn rồi, mỗi người đều có một cái hướng đi riêng, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể nào để tâm tới một ai đó quá nhiều được, tại vì khi đó nó sẽ làm cho mình mệt mỏi và đau và lo lắng, thì bất an là khó ngủ, và mình không muốn điều đó. Mình đã không giúp được rồi thì mình không có thể nào đem gánh nặng lại cho ai đó, mà đây là gia đình của mình nữa, cho nên mình không muốn để lại một cái gánh nặng đó. Mình cứ bình thường với nhau, đâu cần nhất thiết là phải gặp. Bây giờ là xã hội công nghệ, mình chỉ cần cầm điện thoại lên là đã gặp được nhau rồi, không nhất thiết là mình phải ôm vào vòng tay nhau. Tại vì sao? Cuộc sống mà, xã hội mà, tuổi trẻ mà, mình cần phải trải nghiệm nhiều hơn nữa, và mình chấp nhận những cái rủi ro mà mình có thể gặp phải trên những cái cuộc trên 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 cái lộ trình mình đi. Tại vì không có cái con đường nào mà nó bằng phẳng cả. Mình thấy nó là một đường thẳng nhưng thực tế là nó sẽ quanh quẹo. Nó quanh quẹo liên tục như vậy. Mà chẳng qua là cái tầm nhìn mình quá gần cho nên mình không thấy tổng thể được cái quãng đường đi. Nhưng khi mình nhìn trên Google Maps hoặc là mình nhìn trên bản đồ, mình sẽ thấy con đường nó sẽ bị ngoằn ngoèo. Và đường đời của con người của mình cũng vậy. Có lúc thì nó cũng sẽ thẳng, có lúc thì nó cũng ngoằn ngoèo, có lúc quanh co. Nhưng mà làm sao để mình vượt qua những cái rào cản đó? Bằng cách là mình sẽ tự trải nghiệm. Mình phải đi nhiều thì mình mới biết được đâu là điểm dừng cuối cùng. Xin chào, chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye. Đừng quên like kênh, đăng ký kênh và chia sẻ, comment để em hiểu hơn về những gì mọi người đang suy nghĩ nhé. Bye bye. Ngủ ngon. Mệt.